Rồi, hãy chào anh em nha. Thì hôm nay mình rảnh rảnh làm một cái video chia sẻ cho những anh em đã và đang nuôi gà để đi keo lúa. Và đây cũng là một cái sai lầm của mình trong khoảng mười mấy năm mình chơi gà mà không phát hiện được nha. Ở đây mình không phải tập trung vô thuốc men hoặc là cái chế độ dinh dưỡng gì hết, mà là cái chế độ sổ con gà. Ở đây thường á là chủ nhật mỗi tuần nha, là những cái con nào mình đang nuôi chế độ là phải đem ra sổ một lần. Có thể mình chỉ nhấp vài chân thôi, kiểm tra bo là tiếp tục nuôi trở lại. Nhưng đó là một cái điều sai lầm nha anh em. Thì từ hôm Tết tới giờ tính ra cũng có mấy tháng thôi mà mình áp dụng cái kiểu này, nhẹ công chăm sóc cho mình và không cần phải sổ gà thường xuyên như vậy. Sổ gà một tuần là quá dài. Còn những anh em gọi điện về cho mình 3-4 ngày sổ một lần càng tệ hại hơn nữa nha. Anh em mình nhớ kỹ cái điều này. Và anh em mình nhìn lại so sánh chút xíu. Những cái con gà tơ ở ngoài vườn mới cự đem vô, chưa nuôi ngày nào, anh em mình sổ thử vài chân đi. Cái bo nó rất là quyết định nha. Rất là gắt, rất là chát luôn. Mặc dù anh em mình chưa có nuôi. Thì hỏi thử tại sao? Tại vì những cái con gà đó lâu lắm anh em mình không có sổ, mà mỗi một lần sổ là làm việc rất là nhiệt tình. Quan trọng là cái bổ mẻ, không phải là anh em mình sổ nhiều là con gà tự động nó sẽ đá giỏi lên đâu. Giỏi là do cái bổ mẻ của nó. Cho nên cái cách sổ gà của mình mười mấy năm nay, sổ một tuần sổ một lần mình nghĩ là ok. Nhưng thực tế là không phải như vậy nha anh em. Anh em mình nuôi con gà từ 15 tới 20 ngày mới sổ một lần. Thì anh em mình kiểm tra đi, từ 15 đến 20 ngày anh em mình sổ một lần. Và so lại nha, với những cái con gà mà anh em cũng con gà đó luôn, anh em mình nuôi một tuần sổ một lần, thì kiểm tra anh em mình lấy cái điện thoại quay lại và so sánh hai cái video lại ha, hai clip lại. Anh em mình sẽ thấy được cái con gà mình nó làm việc như thế nào. Nếu một tuần sổ một lần nó đâu đó khoảng 7 nút ha, cái bo ha. Còn nếu 15-20 ngày anh em mình kiểm tra là cái bo nó lên 9 nút cho anh em mình liền. Cái này là bảo đảm nha. Anh em mình không tin thì cứ làm thử. Còn những anh em nào mà 3-4 ngày sổ một lần thật sự là nó quá dày, con gà từ con gà hay mà anh em mình sổ giết cho nó trở thành con gà dở luôn, bảo đảm với anh em mình điều này. Rồi thì ở đây anh em chú ý cho Hải nha, hai vấn đề thôi. Một là anh em mình nuôi liên tục chuồng bay chuồng chạy là bình thường, nhưng tuyệt đối không sổ dày quá nha. Từ 15 tới 20 ngày sổ một lần thôi. Và mỗi một cặp như vậy là hai con gà sổ với nhau thì bao lâu là tốt nhất? Thật sự là không phân định thời gian là mấy phút mấy giây nha. Miễn con gà của mình nó tập luyện thể dục với nhau dài ba chân đầu dàn ngoài, rồi nó vô trong, hai con sáp vô trong chút xíu ha, được một chân hai chân thôi là bắt ra liền, không để cho sổ lâu nha anh em. Anh em mình cứ áp dụng như Hải này một thời gian thôi, anh em mình sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái thời gian mà anh em mình quyết định sổ gà, nó rất là quan trọng nha. Nó giúp cho anh em mình giành được cái tỷ lệ keo lúa thành công rất là cao. Rồi thì Hải cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video nha, tạm biệt cả nhà.